Xin chính kính chào quý các anh chị nhà đầu tư trong các cái chương trình webinar của Azfin Việt Nam về liên quan đến tư duy trong đầu tư cổ phiếu. Thì hôm nay thì Phục sẽ trực tiếp giao lưu giải đáp các cái vấn đề liên quan đến về cái tư duy trong cái đầu tư cổ phiếu, cũng như là một số các cái vấn đề liên quan đến các cái nội dung mà anh chị mong muốn quan tâm đến việc học tập của mình. Thì về các câu hỏi thì Phục đã nhận được các cái câu hỏi của anh chị rất là nhiều. Tuy vậy thì Phục sẽ phân ra là hai cái nhóm câu hỏi như sau. Nhóm thứ nhất là các cái câu hỏi liên quan đến các cái cổ phiếu riêng lẻ. Thì Phục nghĩ rằng là Azfin đã chia sẻ những cái này rất nhiều. Anh chị có thể xem lại cái clip ở trên kênh YouTube của Azfin Việt Nam phát trực tiếp vào tối ngày thứ 6 tuần trước, tức là cách đây mới có mấy hôm ấy, thì cũng đã giải đáp gần như toàn bộ các cái cổ phiếu anh chị hỏi ở đây. Bên cạnh đó thì trên kênh YouTube Chứng khoán TV của Azfin Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có đọc vị rất nhiều các cổ phiếu trên đấy. Đâu đó nó cũng không dưới 40 cổ phiếu. Và về cơ bản những cái cổ phiếu chúng tôi chia sẻ trên đấy đều là những cái cổ phiếu giá trị, đầu tư lâu dài và bền vững. Và những cái nội tại của nó về cơ bản là không thay đổi gì đáng kể cả. Không thay đổi gì đáng kể, thành ra anh chị có thể tham khảo ở đấy tốt. Hoặc là đợi đến thứ 6 tuần này thì anh chị có thể hỏi trực tiếp về các cổ phiếu thì Azfin sẽ trả lời tất cả các anh chị. Còn trong cái nội dung hôm nay thì tôi sẽ tập trung trao đổi giải đáp trực tiếp các cái nội dung liên quan đến tư duy, liên quan đến đầu tư, liên quan đến việc ứng dụng vào lựa chọn cổ phiếu, liên quan đến chiến lược mua bán, phân bổ danh mục, lựa chọn cổ phiếu, đánh giá vĩ mô, vân vân. Thì những cái yếu tố này anh chị nghe, anh chị thu được thông tin, anh chị có thể áp dụng một cách rất lâu dài cho cái việc đầu tư của mình anh chị nhé. Chứ không phải là nếu cổ phiếu thì nó mang tính ngắn hạn quá, anh chị hỏi cổ này cổ kia thì tháng sau có thể học đó. Thì Azfin chủ ý tập trung như vậy. Đầu tiên là cái câu hỏi của anh Nam Hoàng, thì Phục cũng không rõ là tên tuổi các anh chị thế nào, thì xin phép là ghi đúng theo cái thông tin mà anh chị điền vào cái form đặt cái câu hỏi, đúng không ạ? Thì anh Nam Hoàng hỏi rằng là trên thị trường chứng khoán ngành nào cũng là ngành chu kỳ, thì xin trao đổi với anh như này: về cơ bản ngành nào cũng có tính chu kỳ một chút, có điều nó mạnh hay yếu mà thôi, hay nói cách khác là nó có ổn định tương đối hơn so với những cái ngành khác biến động mạnh hơn hay không. Ví dụ những cái ngành ổn định chúng ta có thể nói đến đó là ngành tiện ích. Tiện ở đây, ích ở đây là những ngành gì? Ví dụ ngành nước, ngành điện, thì chúng ta có thể thấy khủng hoảng Covid hay là khủng hoảng kinh tế hay vân vân, ngành điện, ngành nước, các cái doanh nghiệp sản xuất về cơ bản kết quả kinh doanh nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi các cái khủng hoảng đó, mà nó chỉ ảnh hưởng cùng lắm bởi các yếu tố đầu vào đầu ra của nó mà thôi, đúng không ạ? Điện, nước không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Rồi tiếp theo là ngành hàng tiêu dùng thiết yếu thì nó cũng có tính ổn định hơn. Tất nhiên nó cũng có sự ảnh hưởng nếu khủng hoảng xảy ra, nhưng mà nó ảnh hưởng ít hơn. Ví dụ như liên quan đến cơm này, gạo, đúng không ạ? Các cái đồ ăn thiết yếu hàng ngày, bánh mì, đúng không ạ? Rau cỏ, vân vân. Rồi tiếp theo là lĩnh vực y tế, dược. Đây là những cái ngành về cơ bản cũng không có cái tính chu kỳ mạnh mà nó tương đối ổn định. Bởi vì khi kinh tế khó khăn, người ta cũng không thể đừng được cái việc dùng thuốc, dùng y tế được. Đó, không thể đừng được. Thì đấy là cái câu chuyện của những cái ngành có tính ổn định cao. Tiếp theo, những ngành có tính chu kỳ cao. Ví dụ cụ thể nhất là ngành chứng khoán chẳng hạn. Chứng khoán thì nó phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động lên xuống của thị trường chứng khoán. Nó phụ thuộc vào sự thanh khoản của thị trường chứng khoán. Mà những điều đó thì nó biến động hàng quý, hàng năm. Thế thành ra chứng khoán là một cái ngành có thể đánh giá là chu kỳ nhất trong các ngành chu kỳ. Rồi tiếp theo là lĩnh vực vật liệu xây dựng và bất động sản. Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố sức khỏe của nền kinh tế, tăng trưởng phát triển của nền kinh tế. Nếu nền kinh tế còn tăng trưởng, còn phát triển mạnh, thì các ngành vật liệu xây dựng và bất động sản về xu hướng sẽ vẫn còn tăng trưởng rất cao. Còn tất nhiên, trong những giai đoạn nhất định, nó có thể ảnh hưởng một số cái yếu tố đầu vào đầu ra, thì cái đó người ta không gọi là chu kỳ nữa rồi. Chu kỳ ở đây là liên quan đến cái vấn đề tiêu thụ, vấn đề sản lượng, sản xuất, vân vân. Rồi tiếp theo là các cái hàng hóa xa xỉ. Thì về cơ bản,
nếu ở điều kiện kinh tế bình thường hoặc kinh tế tốt, hàng hóa xa xỉ sẽ được tiêu thụ rất là mạnh, có thể tăng trưởng rất nhanh nhanh. Tuy nhiên nếu mà rơi vào khủng hoảng kinh tế mạnh chẳng hạn, thì ngành hàng xa xỉ này sẽ bị sụt giảm rất lớn. Thì đây là tôi chia sẻ về cái câu hỏi của anh Nam Hoàng. Đó, kết luận của chúng tôi là về cơ bản ngành nào cũng có tính chu kỳ, có điều nó mạnh hay yếu mà thôi. Có những ngành ổn định hơn và có những ngành biến động hơn, ví dụ như ở trên. Tiếp theo, về câu hỏi tiếp theo của chị Huyền là lợi ích khi tham gia tích sản cổ phiếu là như thế nào? Bởi vì gần đây chị cũng nghe nhiều thông tin về tích sản cổ phiếu. Thì tôi xin được trao đổi như này. Về cơ bản tích sản cổ phiếu ở Việt Nam thì AZFIN có thể khẳng định đây là nơi đầu tiên cũng như là nơi đưa ra cái chiến lược tích sản chuẩn chỉ nhất, chứ không phải là một nơi nào đó mượn danh tích sản để nói cho ai rồi sau đó xui nhà đầu tư chết đinh đánh đấm, không có chuyện đó. Thứ nhất, quyền lợi là được cung cấp cái danh mục tích sản cổ phiếu do hội đồng chuyên môn của AZFIN Việt Nam nghiên cứu và lựa chọn kỹ càng toàn diện dựa trên cái hệ thống đánh giá riêng biệt và khách quan của AZFIN. Thứ hai là cung cấp vùng giá mua, tức là khi anh chị mua dưới vùng giá đó, tức là AZFIN đã định giá về mặt cơ bản là mua dưới vùng đó, giá đó là được giá rất hấp dẫn, chứ không phải là mua trung bình giá. Tích sản cổ phiếu không phải mua trung bình giá. Nhiều anh chị hiểu lầm rằng trung bình giá tức là nó lên rất cao về định giá vẫn mua, giảm vẫn mua. Không, đối với tích sản cổ phiếu ở AZFIN Việt Nam, đó là chỉ mua khi định giá cơ bản hấp dẫn. Và giá ngừng mua cũng được cung cấp. Để với cái giá đó thì anh chị không nên mua với giá cao hơn. Bởi mua giá cao hơn thì cái rủi ro nó sẽ cao. Đó, do đó có giá ngừng tích sản để các anh chị tránh phải mua giá cao. Rồi tiếp theo là có giá có thể chốt lời, thì nhằm đảm bảo cái thành quả của cổ phiếu. Thì chia sẻ với anh chị, với 30, 31, mới bổ sung thêm thành 31, 32 cổ phiếu thì đã có 27, 28 lượt chốt lời thành công từ tháng 10 năm 2020. Đó, có 27, 28 lượt chốt lời thành công, thì xin thông báo với anh chị như thế. Và lưu ý, thành viên thực sự thấm nhuần cái tư duy tích sản để xây dựng nguồn thu nhập thụ động lâu dài hướng đến tự do tài chính, có thể không thực hiện bán cho dù vượt giá, vùng giá có thể chốt lời. Nhưng như Phục đã nói, phải thấm nhuần tư tưởng và không bị sốt ruột. Thì trường hợp cụ thể, AZFIN đã nắm giữ cổ phiếu FPT những lô đầu từ năm 2013 đến nay, tức là qua 9 năm. Có những giai đoạn nó giảm còn gần một nửa, nhưng AZFIN vẫn không quan tâm, bởi vì AZFIN định hướng cầm rất lâu dài và nhìn vào cái giá trị doanh nghiệp, nhìn vào cái dòng tiền, cái cổ tức FPT bỏ cho AZFIN hàng năm nó cứ tăng trưởng 15 đến 20%, năm nào cũng đều như vậy. Thế thành ra AZFIN chỉ có một chiều để mua thôi. Tức là lúc nào rất rẻ thì AZFIN mua, còn không thì thôi. Đó, ví dụ như thế. Thứ ba là được cung cấp cái phân tích đánh giá về tất cả các mã trong danh mục tích sản cổ phiếu mà AZFIN đưa ra. Thì AZFIN đưa ra mã nào có cơ sở vững chắc ở mã đó. Từ đó các anh chị có thể hiểu thêm về mã đó, thậm chí các anh chị có thể học thêm về cái cách phân tích đánh giá của AZFIN và thu thập thông tin rất tốt. Thứ tư là có cơ hội được giao lưu cùng các guru trong giới đầu tư Việt Nam thông qua các cái hội thảo trực tiếp và online của cộng đồng tích sản. Thì AZFIN cũng vừa mới tổ chức thành công một cái buổi offline của các thành viên cộng đồng tích sản. Các anh chị tham gia rất là sôi nổi và thu hoạch được rất nhiều các cái thứ thú vị trong cái thời gian giữa tháng 5 nóng bỏng và có nhiều cổ phiếu hấp dẫn khi bị bán siêu off như thế. Và thứ năm là nhận được kiến thức, sự đồng hành về triết lý cũng như là cách thực thi tích sản cổ phiếu để có thể tuân thủ kỷ luật và sớm có nguồn thu nhập thụ động cao để tự do tài chính. Thứ sáu là được giải đáp thắc mắc về tích sản cổ phiếu thường xuyên. Và cuối cùng là cơ hội được nâng cấp tham gia vào tích sản cổ phiếu nâng cao và câu lạc bộ nhà đầu tư giá trị để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo đó là của anh hay chị Nguyễn Kim, thì cho biết là nhận diện ngành cuối chu kỳ. Thì để nhận diện ngành cuối chu kỳ không phải lúc nào cũng dễ, bởi vì nhận diện được nó thì chúng ta thực sự là nó tương đối phức tạp đấy. Một là các ngành thường song hành cùng nền kinh tế. Đa phần các ngành khi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển tốt thì các ngành cũng là đang tăng trưởng và phát triển tốt. Và khi nền kinh tế đi xuống thì các ngành cũng thường đi xuống.
Thế do đó là về cơ bản, để nhận diện được ngành cuối chu kỳ thì cũng phải nhận diện được chu kỳ kinh tế. Mà nhận diện được chu kỳ kinh tế thì trong 3 buổi webinar cùng AZFIN Việt Nam thì chắc hẳn là anh chị đã thu hoạch cho mình được rất nhiều các kiến thức hữu ích về việc đánh giá các cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế. Nó như xuân hạ thu đông nó chắc chắn diễn ra, nhưng có điều nó có thể kéo dài mùa xuân hơn, ví dụ như năm 2022 chẳng hạn, đúng không ạ? Đến tận tháng 5 âm lịch này rồi thế mà thời tiết vẫn tương đối mát mẻ như mùa xuân, đúng không ạ? Đấy, thì tương tự như thế, thị trường chứng khoán cũng có thể có giai đoạn tăng trưởng nó kéo rất dài, cũng có thể có giai đoạn là suy thoái nó kéo dài, cũng có thể có giai đoạn mà phục hồi nó suy kéo rất dài. Ví dụ giai đoạn phục hồi của Việt Nam, của thế giới nói chung ở đợt này là rất dài đấy, đúng không? Ví dụ như thế. Rồi tiếp theo, thứ hai, để đánh giá được, nhận diện được ngành cuối chu kỳ thì anh chị phải dựa vào đặc thù của mỗi ngành đó. Đó là đầu vào của họ là gì, quá trình sản xuất là gì và đầu ra của họ là cái gì. Và cuối cùng, người tiêu thụ những cái sản phẩm của cái ngành đó là những ai. Thì cuối chu kỳ này như nào? Tức là những cái người tiêu thụ về cái sản phẩm ấy, họ khó khăn hoặc họ không tiêu thụ, thì tức là cuối chu kỳ. Đó, thì chúng ta phải hiểu về cái chuỗi giá trị, cái đặc thù của mỗi ngành, đúng không ạ? Rồi là chúng ta cần phải phân tích cung cầu rất kỹ càng và cẩn thận thì mới có thể đánh giá được cái phần này. Nhưng tuy nhiên, cái việc đánh giá này nó cũng chỉ mang tính chất tương đối, chứ nó không thể mang tính chất chính xác tuyệt đối được. Đâu đó nếu ai đánh giá được khoảng 70-80% là đã rất cao rồi, và như vậy rất tốt rồi. Tuy vậy, có những trường phái thì không cần thiết phải đánh giá ngành cuối chu kỳ hay không. À, đây, tôi lấy ví dụ một số ngành. Ví dụ ngành sữa chẳng hạn, khi nào là cuối chu kỳ? Đó là người ta xem tiêu thụ bình quân sữa trên đầu người là bao nhiêu, và giới hạn thông thường của cái đất nước đó là tiêu thụ khoảng bao nhiêu là tới hạn, đúng không? Hay là ngành cá tra thì khi nào cuối chu kỳ? Đó là khi cá tra tăng giá phi mã và đạt những cái mức cao kỷ lục, và sau một cái thời gian đạt cao thì nó không tăng được nữa và nó cứ đi ngang chẳng hạn. Ví dụ tôi cho rằng ngành cá tra hiện nay đang là vào cái giai đoạn hưởng lợi rất lớn nhờ giá cá tra tăng rất cao. Từ cuối năm 2021 chỉ 18.000 đồng một cân thì đến nay đã khoảng 30.000 đồng một cân. Thì cái mức đỉnh cao nhất của cá tra từ xưa đến nay ấy, thì thành lập năm 2018 thì nó khoảng 35.000 đồng một cân. Thì do vậy nếu mà cá tra nó đã lên đến tầm khoảng độ vùng 30-35, hơi hay cao một chút, thì lúc đó là có thể cẩn thận rằng phía trước là cái vực sâu giá cá tra có thể giảm, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, ngành cảng biển khi nào nó cuối chu kỳ? Ví dụ ngành cảng biển thì nó phụ thuộc rất nhiều vào xuất nhập khẩu hàng hóa. Ví dụ Việt Nam hiện nay xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 vẫn tăng trưởng những hơn 15%, và dự báo các năm tới vẫn tăng trưởng rất tốt nhờ FDI rất mạnh và các cái doanh nghiệp cũng sản trong nước cũng sản xuất rất lớn. Thế thành ra là ngành cảng biển này chưa thể là cuối chu kỳ được, mà nó vẫn còn kéo rất dài nữa, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, bất động sản khu công nghiệp cũng thế. Thì khi bất động sản khu công nghiệp không chỉ phụ thuộc vào cái FDI của nhà đầu tư nước ngoài đâu anh chị ạ, mà bất động sản khu công nghiệp là dựa vào cái tổng vốn đầu tư chung của nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế và số lượng doanh nghiệp mở mới, đó, vân vân, thì nó sẽ vẫn tiếp tục. Nếu mà số lượng doanh nghiệp mở mới vẫn lớn, tổng đầu tư cho mở rộng sản xuất kinh doanh của các cái của hệ khối tư nhân, khối FDI mà còn nhiều thì nó còn phát triển. Hay ngành bất động sản cũng vậy, ngành bất động sản cũng vậy. Khi mà dân số còn trẻ, đúng không ạ, thì cái nhu cầu nó còn cao. Tuy nhiên, như Phục đã trao đổi, nó phụ thuộc rất nhiều vào chu kỳ kinh tế. Nếu cho dù ngành đó vẫn còn là một ngành tăng trưởng mạnh đi chăng nữa trong tương lai rất dài đi, nhưng trong ngắn hạn nó có thể điều chỉnh rất là sâu. Ví dụ như khủng hoảng kinh tế xảy ra thì bất động sản chắc chắn rất khó khăn. Hay gần đây chẳng hạn tín dụng thắt chặt, rồi là pháp lý thắt chặt, thì khiến ngành bất động sản có thể rơi vào một cái giai đoạn gọi là ngủ đông. Còn ngủ đông dài hay ngắn thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chính sách của chính phủ cũng như nhà nước. Tiếp theo, anh Nghĩa, anh chị Nghĩa Phủ cũng không rõ đó, thì có hỏi rằng 10 năm tới những ngành nào là những ngành triển vọng. Thì AZFIN chia sẻ một số ngành như sau. Đầu tiên phải kể đến đó là ngành ngân hàng. Thì đây là một trong những ngành có sự tăng trưởng vượt trội so với các ngành khác ở Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng thường cao hơn tăng trưởng tín dụng, do thường cái mảng dịch vụ càng về sau họ càng có cái sự tăng trưởng mạnh hơn. Ngoài ra vốn chủ sở hữu họ cũng dày hơn, thế thành ra có cái sự tăng trưởng mạnh hơn tín dụng. Mà tín dụng thì AZFIN dự báo rằng trong 10 năm tới, từ 2022 đến khoảng 2030, 2032, thì tăng trưởng
tín dụng ngân hàng đâu đó có thể dao động từ 10 đến 14% một năm, trung bình đâu đó khoảng 12%. Khi đó ngành ngân hàng hoàn toàn, những ngân hàng trung bình tăng 12% và những ngân hàng tốt xuất sắc có thể tăng trưởng trung bình 20% trong 10 năm tới. Thì đấy là một ngành hiếm hoi có cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thì về kết quả kinh doanh của ngân hàng cũng vậy, luôn vượt trội. Còn về giá cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn thì anh chị về anh chị cứ thử đo lại, thước đo xem. Giá trị cổ phiếu ngân hàng là một trong số ít, rất rất ít các ngành luôn vượt trội so với VN Index trong dài hạn. Nó tăng trưởng gấp nhiều lần so với tăng trưởng của chỉ số chung của thị trường. Thứ hai là ngành bán lẻ. Thì Việt Nam là một cái đất nước đang phát triển rất là mạnh. Thu nhập của tầng lớp trung lưu tăng lên rất là nhiều và tầng lớp này cũng đã chiếm cái tỷ trọng rất lớn. Và theo một cái nghiên cứu thì khi thu nhập bình quân đầu người trên 3.000 đô thì cái phần dôi dư sau cái chi tiêu thiết yếu sẽ rất nhiều. Thì khi đó người ta đổ dồn vào bán lẻ sẽ rất lớn. Chính vì thế ngành bán lẻ cũng được đánh giá rất cao và thì AZFIN dự báo rằng ngành bán lẻ có tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng độ 8 đến 12% một năm trong khoảng 10 năm tới. Như vậy tốc độ tăng trưởng trung bình cũng khoảng 10% một năm, không hề nhỏ một chút này. Thì ngành này rất đáng để quan tâm, rất đáng để tìm hiểu, thưa quý vị. Thứ ba là ngành bất động sản và vật liệu xây dựng. Thì hai cái lĩnh vực này thì nó liên quan mật thiết với nhau và liên quan đến mật thiết đến cái quá trình đô thị hóa, quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng để cho kinh tế phát triển. Thì hai ngành này là còn phát triển rất cao. Có thể có những giai đoạn nào nó xuống rồi nó lên, nó xuống, nó lên. Nhưng về xu hướng chung nó là những ngành tăng trưởng mạnh. Thế do đó anh chị mà nghiên cứu, nắm kỹ được các ngành này thì các anh chị sẽ có thể thu hái được cái lợi nhuận rất cao. Thứ tư nữa là ngành công nghệ. Thì công nghệ bây giờ có thể coi là một ngành tất yếu rồi. Thì ngay từ năm 2016-17 thì AZFIN đã đưa ra đánh giá FPT cũng như ngành công nghệ là một cái ngành rất tất yếu. Tuy vậy thì hồi đó người ta cứ chê FPT là cổ phiếu gia công có gì đâu. Đó, và đặc biệt là rất nhiều các bộ phận phân tích của các công ty chứng khoán top đầu Việt Nam cũng cho rằng như thế. Nhưng đó là một cái sự sai lầm của họ. Bởi vì gia công đây nó khác với việc gia công dệt may. Xuất khẩu phần mềm, bán phần mềm này nó liên quan đến, nó cũng gọi là gia công một phần, nhưng nó có giá trị gia tăng rất cao. Biên lợi nhuận của tập đoàn FPT lên đến 40%, quý vị ạ. Tức là nó tạo ra được 100 đồng doanh thu thì 40 đồng là lợi nhuận rồi. Đó, rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Và cái ngành này là một ngành xu hướng tất yếu và tất cả các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, hoạt động kinh doanh đều phải ứng dụng công nghệ. Và con người thì vẫn chưa thể thay thế được ở trong cái lĩnh vực công nghệ này trong một cái thời gian dài nữa. Tiếp theo cái ngành chứng khoán thì với một cái riêng ở Việt Nam thì cái xu hướng nhà đầu tư, tỷ lệ mở tài khoản nhà đầu tư của chúng ta còn ít. Thị trường chứng khoán của chúng ta còn đang có động lực phát triển rất nhiều. GDP tăng trưởng mạnh, lợi nhuận các doanh nghiệp tăng trưởng lớn. Thế do đó thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng sẽ rất tốt. Từ đó những cái công ty chứng khoán cũng sẽ là những cái công ty được hưởng lợi, đặc biệt là những công ty ứng dụng công nghệ mạnh và có hệ sinh thái tốt, nguồn vốn mạnh thì từ đó họ sẽ vươn lên và phát triển rất mạnh. Thì tuy vậy thì ngành chứng khoán là một cái ngành có cái sự biến động hàng quý rất mạnh mẽ, thì do đó phù hợp với đầu tư ngắn hạn, đánh nhanh, thắng nhanh. Đó, phù hợp với anh chị nào nhỉ? Tiếp theo là về cái câu hỏi của anh Lê Thanh Hải hay chị Lê Thanh Hải về cái quản trị rủi ro danh mục đầu tư và chia sẻ một cái ví dụ cụ thể. Thì để quản trị được rủi ro của danh mục đầu tư, AZFIN thường áp dụng như sau. Thứ nhất là lựa chọn cổ phiếu xuất sắc thì có lợi thế cạnh tranh mạnh, quản trị công ty xuất sắc, định giá rẻ. Thì khi lựa chọn được những cổ phiếu này thì đã là quản trị rủi ro rồi. Nhưng mà nó cũng không hoàn toàn loại trừ được hết rủi ro, đúng không ạ? Đó, lựa chọn được cổ phiếu tốt đã là quản trị rủi ro bước đầu. Thứ hai là về việc phân bổ danh mục đầu tư. Thì AZFIN cho rằng là tối thiểu nên phân bổ 3 ngành. Nếu mà vốn nhỏ quá thì có thể phân ít hơn. Nhưng mà thường là phân bổ 3 ngành. Mỗi ngành từ 1 đến 3 cổ phiếu. Và thứ ba là phân bổ danh mục thì có thỏ và rùa. Tức là có tăng trưởng mạnh, có cổ tức cao và có cân bằng. Đó, thì nó sẽ phù hợp với những nhà đầu tư gọi là mang tính khẩu vị rủi ro vừa phải. Đúng không ạ? Danh mục gồm có tăng trưởng mạnh thì nó không có cổ tức, đúng không ạ? Biến động cao. Cổ tức cao thì thường nó không tăng trưởng mạnh. Cân bằng, tức là vừa có tăng trưởng vừa có cổ tức. Và thứ tư là mua bán thì theo định giá thì cũng là một cái cách quản trị rủi ro. Ví dụ ở AZFIN Việt Nam chúng tôi cho rằng là khi nào PE của thị trường lên khoảng 19 lần thì chúng tôi sẽ hạ một phần. Lên đến ngoài 20, 22 lần thì chúng tôi sẽ hạ rất nhiều. Và xuống lên dưới 16 là chúng tôi mua. Chính vì thế cũng trao đổi cùng anh chị luôn. Cái việc suy giảm
mạnh của thị trường chứng khoán đầu tháng 5 năm 2022 là AGV không tránh được và không dự đoán được. Thì đấy là do nó nằm ngoài cái năng lực, nằm ngoài cái tiêu chí, nằm ngoài cái nền tảng, cái cơ sở mà chúng tôi dựa vào. Thế thành ra chúng tôi cũng không dự báo được cái chuyện đó, không đánh giá được chuyện đó và cũng như bao quỹ khác. Thế thành ra là cái câu chuyện này, mỗi thứ nó sẽ giúp chúng ta quản trị rủi ro một chút. Đúng không ạ? Rồi ví dụ về danh mục. Ví dụ về danh mục của AGFIN thì chúng tôi có thể chia sẻ những cái cổ phiếu như sau. Ví dụ Techcombank MB, Hòa Phát thì thiên về tăng trưởng. Techcombank MB là liên quan đến ngành ngân hàng. Đầu tiên theo ngành đã, thì Techcombank và MB là theo ngành ngân hàng. Bởi vì ngành ngân hàng là một cái ngành chiếm tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế cũng như trên thị trường chứng khoán. Chính vì thế cho nên ngành ngân hàng được lựa chọn nhiều hơn thông thường với tỷ trọng lớn hơn. Tiếp theo là Hòa Phát và VicoStone là hai cái công ty trong cái lĩnh vực vật liệu xây dựng, có thể nói là hai ông lớn đầu đàn và những cái công ty quốc tế. VicoStone thì có tới 50% doanh thu đến từ nước ngoài, trong đó chủ yếu từ Mỹ. Hòa Phát thì cũng có 30% doanh thu đến từ nước ngoài. Và thứ ba là lĩnh vực bán lẻ thì chúng tôi lựa chọn MWG và PNG cho cái danh mục này. Và thứ tư là công nghệ thì chúng tôi lựa chọn FPT. Và cuối cùng là liên quan đến lĩnh vực, liên quan đến bất động sản v.v. Ổn định thì chúng tôi chọn DPR. Đấy là phân theo ngành. Phân theo ngành. Tuy vậy thì ở đây cũng có thể phân theo cái danh mục gọi là thỏ và rùa. Ví dụ thỏ tức là chạy nhanh, tức là tăng trưởng mạnh, thì có Techcombank, có MB, có Hòa Phát, có Thế Giới Di Động, có Thế Giới Di Động, có PNG. Còn về cái danh mục gọi là cân bằng thì có VicoStone, có FPT, vừa trả cổ tức vừa tăng trưởng khá tốt. Còn về cổ tức cao thì có Đồng Phú, DPR. Thì đấy là cái việc phân bổ danh mục trong cái việc quản trị rủi ro đầy đủ của chúng ta là như thế. Quản trị rủi ro ở đây là không chỉ là phân bổ danh mục đó mà còn là lựa chọn cổ phiếu từ đầu vào xuất sắc, rồi là mua bán như thế nào phải hợp lý, rồi là danh mục chúng ta cũng phải phân bổ, đúng không ạ? Thỏ rùa rồi là theo ngành, vân vân. Tiếp theo về chị Hoa có hỏi Phục có bao giờ đầu tư phân tích kỹ thuật không, vì sao? Thì trao đổi với chị là có. Thời kỳ đầu khi Phục tham gia thị trường chứng khoán năm 2007-2008 thì có, khi mới bước chân vào. Thì khi đó là vì sao có? Rất đơn giản như này, cứ tham gia thị trường chứng khoán thì hồi cứ tìm hiểu tất đi, và thấy các anh chị đi trước, các chú, các bác đi trước, và là phân tích phải có cả hai, thì đi học cả hai và đi ứng dụng cả hai. Và chia sẻ với anh chị là Phục cũng nghiên cứu phân tích kỹ thuật cũng khá lâu, khá nhiều, chứ không ít đâu. Đấy, tuy nhiên hiện nay thì có dùng không? Thì hiện nay khẳng định là không, không dùng một tí nào luôn. Chia sẻ cùng anh chị như thế. Phục có nhìn biểu đồ, chẳng qua Phục nhìn à quên, giá nó tăng so với trước như nào, hay giá nó tăng performance hiệu quả nó một thời gian qua bao nhiêu, chứ không phải Phục nhìn để Phục đánh giá cổ phiếu đang tạo đáy hay đang tạo đỉnh, hay sắp đi lên hay sắp đi xuống, vân vân. Và vì sao lại không dùng? Vì sao lại không dùng? Thứ nhất, nó không phù hợp với tính cách bản thân và công việc bận rộn. Thì chia sẻ với anh chị, phân tích kỹ thuật nó phù hợp với những anh chị nào về cơ bản là những nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ ngồi họ bám bàn, và họ cũng tương đối là tính cách của họ cũng tương đối là máu, phải nói họ máu, họ nhanh, họ máu, thì họ phù hợp với cái phân tích kỹ thuật này. Còn thứ hai là qua cái quá trình nghiên cứu các nhà đầu tư huyền thoại, rồi là qua nghiên cứu ở trên thị trường, rồi qua thực tế 15 năm từ năm 2007 đến 2022 trên thị trường, thì Phục thấy như này, chưa thấy ai đầu tư giá trị nghèo. Đấy là một điều Phục biết chắc chắn. Đầu tư giá trị Phục chưa thấy ai nghèo. Nhưng mà nếu mà theo phân tích kỹ thuật thì Phục thấy cháy nhà rất nhiều. Ví dụ như là trong đầu năm 2022 vừa rồi, thì ví dụ như Forex chẳng hạn, hay ví dụ như là coin chẳng hạn, mà đầu tư theo kỹ thuật, đúng không? Không thể theo cơ bản đâu. Thì vấn đề nó cũng cháy cũng rất nhanh. Đúng không? Thì tất nhiên là không, trong số các người phân tích kỹ thuật vẫn có rất nhiều người giỏi, không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, đối với đầu tư giá trị Phục chưa thấy ai nghèo. Đấy là chia sẻ cùng anh chị là như vậy. Và thứ ba, các quỹ đầu tư lớn, đúng không ạ, ở trên thế giới rất nhiều, Vanguard vân vân, Fidelity, hay là các quỹ ở Việt Nam như là Vina Capital, như Dragon Capital, SIM vân vân, đúng không ạ, họ thì đều mua theo ETF, danh mục ETF, hoặc họ mua theo phân tích cơ bản. Phục không bao giờ thấy họ mua theo phân tích kỹ thuật cả, đúng không ạ? Họ phân bổ danh mục là lựa chọn các ngành, các lĩnh vực, các công ty họ phân bổ,
theo định giá, theo phân tích cơ bản, chứ không bao giờ họ chết đinh theo kỹ thuật cả. Thì đấy là các quỹ. Rồi là các nhà đầu tư giàu nhất trên thế giới thì chủ yếu là đầu tư theo giá trị. Đó, những nhà đầu tư mà tích lũy được tiền tỷ đô trở lên thì phục thấy chủ yếu là đầu tư theo giá trị. Rất rất hiếm các vị nào gọi là phân tích kỹ thuật để đầu tư. Thì với cái phương châm muốn trở thành người thành đạt, muốn trở thành người thành công nhất, thành công thì hãy học hỏi từ những người thành công nhất. Thì với cái tôn chỉ đó thì phục đã học theo những huyền thoại như Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, vân vân, những nhà đầu tư huyền thoại nhất trên thế giới. Và thứ tư là nó không phù hợp với mục tiêu bản thân của phục. Mục tiêu của phục đầu tư cổ phiếu ấy là để có được cái một nguồn thu nhập thụ động, anh chị nhỉ, tức là tiền tự nó đẻ ra, để đấy hàng năm nó đẻ tiền ra. Bởi vậy cho nên phục giữ FPT từ ngày xưa đến nay, hàng năm nó cứ trả cổ tức, và cổ phiếu FPT không phải cổ để bán. Và bây giờ phục cũng có thêm một list nữa và đưa vào danh sách đang xem xét để là những cổ phiếu không phải để bán, bởi vì những cổ phiếu đó ấy, thì phục và Easyfin thậm chí đánh giá còn tốt hơn rất nhiều so với FPT ngày xưa mua cả. Còn so với FDB bây giờ dĩ nhiên nó tốt hơn rất nhiều. Đó. Thì khi mà mong muốn xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động cao, đó, sinh lời cao này, bền vững này, hướng đến tự do tài chính, tức là phải an nhàn, tức là nằm ở ngoài bãi biển phơi nắng ấy, tiền nó vẫn đẻ ra tiền. Mình đi đây đi kia làm những công việc mình yêu thích, không thể nhìn bảng giá nó vẫn ra tiền. Chứ không phải là ngày nào, phút nào, giờ nào cũng nhìn vào bảng giá đau hết đầu, xù hết tóc. Đấy, thì với cái tiêu chí của phục như vậy thì phục không tham gia lựa chọn phân tích kỹ thuật. Còn về khuyên nhà đầu tư như nào thì những nhà đầu tư này nào có nhiều thời gian, họ làm nghề đầu tư, họ hàng ngày họ chết đinh, họ hàng ngày họ bám bảng điện tử, và phù hợp với tính cách họ thì họ nên chọn phân tích kỹ thuật. Đó. Còn nếu những nhà đầu tư không chuyên thì không nên lựa chọn phân tích kỹ thuật, bởi vì các anh chị còn công việc của các anh chị nhà, các anh chị còn công việc ở công ty, các anh chị bận rộn suốt ngày. Nếu các anh chị suốt ngày bám bảng, đầu tóc bù rồi, đầu bù tóc rối thế, có khi nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh chị đã làm hàng ngày, thì phương pháp ý nó không phù hợp. Tiếp theo, về cái câu hỏi của anh Huấn, khi nào nên vay tiền để đầu tư? Thì trước tiên, phục chia sẻ cùng các anh chị như này, hiểu thì hãy đầu tư, không hiểu thì tốt nhất gửi tiết kiệm. Còn đầu tư mà không hiểu mình đang làm gì thì khác nào đánh bạc, đúng không ạ? Rất nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư cổ phiếu nhìn mỗi biết mỗi ba ký tự ABC, XYZ, không, thậm chí tên công ty các anh chị còn không thuộc, không biết nó làm ăn kinh doanh gì, thì như vậy gọi là đánh bạc nó không sai một chút nào đâu ạ. Gọi là đánh bạc nó không sai một chút nào. Đó. Và chỉ dùng margin khi nào? Một, nắm được cái công thức thành công trong đầu tư, tức là mình nắm được cái sự vận hành của thị trường chứng khoán, của các cái doanh nghiệp trong cái việc đầu tư, nắm được cái công thức đầu tư thành công. Thứ hai là có nguồn tài chính dự phòng để nếu lỗ thì cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh chị cả, thì lúc ý hãy dùng. Còn nếu lỗ mà chúng ta sẽ bị cuộc sống đi xuống, rồi là bị chồng bị vợ này kia đay nghiến, rồi vân vân, rồi đủ thứ, thì chúng ta đừng nên dùng margin. Thứ ba, chỉ nên sử dụng margin tối đa 12 tháng tiền dôi dư bỏ vào đầu tư thôi. Tức là mỗi tháng anh chị dôi dư bỏ đầu tư được khoảng 20 triệu. Thì các anh chị chỉ tối đa sử dụng margin 12 tháng nhân 20 triệu lên là 240 triệu mà thôi. Để sau đó hàng tháng anh chị có tiền anh chị bỏ vào, như vậy một năm sau anh chị hết margin. Đó, thì đấy là tối đa nhé. Nhiều anh chị chỉ dùng 3 tháng thôi. Ví dụ 3 tháng mua trước, rồi sau đó có khi giá cổ phiếu rất rẻ họ mua trước 3 tháng. Thế là mỗi tháng họ bỏ vào một chút, thì 3 tháng sau họ hết nợ vay. Thì đấy là một cái cách cũng khá thú vị. Tiếp theo là chị Trần Thị Vân và Trần Thị Hương, thì cũng không biết là có họ hàng hay là có quan hệ gần gũi không. Thì hỏi hai câu hỏi cũng sát nhau. Chị Trần Thị Vân thì hỏi là các bước phân tích cơ bản như nào. Chị Trần Thị Hương thì hỏi là cách lọc cổ phiếu cơ bản ra sao. Thì đầu tiên là về các phước bước của phân tích cơ bản. Thì phân tích cơ bản thì có hai trường phái phân tích, nhưng mà nó đều nội dung đều tương đối giống nhau. Một trường phái là top down, tức là phân tích từ vĩ mô. Nếu thuận lợi, nếu ok thì
nhìn một cái xu hướng dài thì người ta sẽ đầu tư. Thì phân tích vĩ mô gồm gì? Tăng trưởng GDP, tỷ giá và dự trữ ngoại hối, rồi tiếp theo là lãi suất và lạm phát. Sau khi phân tích vĩ mô xem có thuận lợi cho việc phát triển của thị trường chứng khoán không thì họ đến phân tích ngành. Phân tích ngành thì thường sử dụng phân tích PES hoặc Firefox để đánh giá xem ngành nào có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhất, ngành nào mà cái sự cạnh tranh ở trong ngành nó không quá khốc liệt và các doanh nghiệp ở trong đấy có những doanh nghiệp xuất sắc. Sau khi phân tích ngành được rồi thì người ta sẽ chọn ra trong các cái ngành triển vọng đó, người ta chọn ra những ngành triển vọng nhất, rồi từ những ngành triển vọng nhất người ta chọn ra mỗi ngành khoảng 2, 3, 4 cổ phiếu để người ta phân tích doanh nghiệp. Thì khi người ta phân tích doanh nghiệp thì người ta sẽ phân tích quản trị, lãnh đạo của doanh nghiệp như thế nào, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp có mạnh hay không, và cuối cùng mới đến định giá cổ phiếu. Thì đấy là một cái quy trình của phân tích cơ bản. Cơ bản là như thế, thì tóm tắt là như vậy thôi, còn khi phân tích thì nó sẽ phức tạp hơn khá nhiều. Rồi cách lọc cổ phiếu cơ bản. Thì về cơ bản, cổ phiếu cơ bản thì AZFIN có cái tiêu chí giống phân tích dưới đây. Thứ nhất là cái lợi thế cạnh tranh có mạnh, có bền vững hay không. Thì có những cái list riêng AZFIN để check được những cái điều đó. Thứ hai là cái quản trị công ty, quản trị lãnh đạo công ty có xuất sắc không. Thì AZFIN cũng có 6 tiêu chí để đánh giá rất rõ ràng, bài bản và đầy đủ về cái việc đánh giá quản trị công ty này. Và cũng may mắn là cũng chưa bao giờ đánh giá sai cả. Và cuối cùng là liên quan đến các cái chỉ số đánh giá vân vân và định giá cổ phiếu. Thì đây là cái giải đáp đến với chị Vân và chị Hương liên quan đến gọi là các bước phân tích cơ bản và lọc cổ phiếu cơ bản. Thì tiếp theo là anh Thành Nhân có hỏi về phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư chứng khoán là như thế nào, làm sao để phân tích được, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta phải phân biệt phân tích báo cáo tài chính nhà đầu tư nó sẽ khác với một giáo sư đại học dạy về phân tích báo cáo tài chính ở khoa chứng khoán. Nó khác với các kế toán viên, nó khác với các kiểm toán viên. Bởi vì nếu nó giống ấy, thì kế toán sẽ là giống kế toán chẳng hạn, thì kế toán sẽ là những người giàu nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Đúng không ạ? Kế toán thì không đầu tư được cổ phiếu. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Kiểm toán cũng vậy thôi. Bởi vì góc nhìn của kế toán rất rõ. Họ về cơ bản họ làm nghề, họ làm sao nhập các dữ liệu cho đầy đủ phù hợp, cân đối. Rồi thậm chí là theo định hướng của lãnh đạo, làm sao cho điều chỉnh con số cho phù hợp. Đó. Còn việc kiểm toán thì họ lại đi soi các doanh nghiệp, em bông có đầy đủ các chứng từ chứng nhận hay không. Thì trao đổi với anh chị FLC vừa rồi không ai dám nhận kiểm toán ấy. Bởi vì nhận kiểm toán sẽ rất nguy hiểm. Đúng không ạ? Thì kiểm toán họ chỉ xác nhận như này. À, ông FLC ông bảo phải thu từ cái ông A, ông B, ông C cái mấy nghìn tỷ. Thế thì họ gọi điện đến xác nhận hỏi ông kia có đúng không? Có, hoặc là ông kia gửi cho cái chứng từ xác nhận là có đúng. Còn cái chuyện thì có thực sự tốt hay không, cái doanh nghiệp nó có thủ thuật hay không thì ông kiểm toán không đánh giá, thậm chí không biết. Đó, thế thành ra phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ nhà đầu tư nó sẽ khác với kiểm toán rất nhiều. Còn nếu giống thì chắc là các bạn kiểm toán cũng đã giàu nhất Việt Nam rồi, đúng không ạ? Và tiếp theo là nó cũng khác nhiều so với các giáo sư đại học. Thì về cơ bản có rất nhiều giáo sư đại học thì rất giỏi, thì điều đó là không phủ nhận. Đặc biệt là những giáo sư đại học này có liên quan đến việc kinh doanh thực tiễn bên ngoài thì họ lại càng giỏi. Tuy nhiên thì về đa phần thì họ là học xong đại học, họ học lên thạc sĩ, họ học lên tiến sĩ, thầy họ bảo như thế, thầy họ dạy như thế, sách nó nói như thế, thế thì họ dạy như thế. Thì cái đó thì nó mang tính gọi là một cái nền tảng xương sống cho các bạn sinh viên rất tốt, nhưng mà để mà ứng dụng luôn cái đó vào thì là chưa khả thi, đúng không? Chúng ta cần phải điều chỉnh nó mới phù hợp được, chứ không thì các giáo sư đại học thì cũng lại là những người giàu nhất, đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với anh chị, phổ cập đa phần các giáo sư đại học dạy về cái phân tích đầu tư chứng khoán thì họ lại chủ yếu đầu tư đầu cơ và đầu tư những cái cổ phiếu nhỏ rác đó. Rồi tiếp theo, phân tích báo cáo tài chính của nhà đầu tư nó phải như thế nào? Nó chính là phân tích doanh nghiệp thông qua các con số, chứ không phải là chỉ là phân tích các con số trong báo cáo tài chính, anh chị lưu ý nhé. Đấy chính là phân tích đánh giá doanh nghiệp thông qua các con số. Và nhìn các con số nghĩ ra được, à thực tế doanh nghiệp đang làm gì, như thế nào, tương lai doanh nghiệp ra sao. Thì phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ là nhà đầu tư nó gần nhất với các giám đốc tài chính. Thì thứ nhất nó cho biết là doanh nghiệp tốt hay xấu, thật hay giả, nhìn nếu giả nhìn 3 giây biết ngay, nếu vừa thật thì vừa giả thì nhìn có thể 1-2 phút.
là biết ngay. Chính vì thế cho nên chúng ta trong cái chương trình đọc vị cổ phiếu thì cái cốt lõi của nó là phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư. Thì tốt hay xấu thì nhìn một chút là biết ngay 100%. Thứ hai là có lợi thế cạnh tranh mạnh không? Đấy, tức là phân tích báo cáo tài chính phải xác nhận được là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Chứ không phải là chỉ nhìn vào các con số quá khứ rồi là chém về quá khứ được. Và thứ ba là nhận diện được doanh nghiệp có tăng trưởng và phát triển mạnh trong tương lai không? Hay là doanh nghiệp nó chín muồi rồi? Hay doanh nghiệp đi xuống? Đó là phân tích báo cáo tài chính. Chứ không phải phân tích báo cáo tài chính là đọc vào số quá khứ. Mà là phân tích báo cáo tài chính là để suy ra cái tương lai của doanh nghiệp. Và cuối cùng là có tiềm năng, có phân tích, có tiềm ẩn các cái cơ hội trung hạn hay dài hạn hay không. Ví dụ như thế. Đó, thì khi chúng ta phân tích được ở mức độ này, thì chúng ta sẽ nhận diện được 10% những cái doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển tốt nhất ở trên sàn. Từ đó, chúng ta tha hồ mà lựa chọn để có thể đưa vào các cái danh mục định giá và đầu tư các cái cổ phiếu đó. Thì đấy mới là phân tích báo cáo và đọc vị cổ phiếu. Thì thế nó mới gọi là đọc vị, chứ không phải là phân tích theo góc độ kế toán. Tiếp theo, anh Đỗ Hùng có hỏi tìm cổ phiếu tăng trưởng dấu hiệu là gì, đúng không? Thì ở chương trình đọc vị cổ phiếu thì đây chỉ là một phần nhỏ xíu trong chương trình đọc vị cổ phiếu được. Nó chiếm khoảng độ 3-5% trong chương trình thôi. Thì ở đây thì chia sẻ cùng anh chị như này. Về đọc vị cổ phiếu, khi mà muốn đọc vị doanh nghiệp nào trong tương lai có tăng trưởng hay không, thì các anh chị thử tư duy nhé. Một công ty thủy điện thì muốn tăng trưởng thì họ phải làm gì? Họ phải làm gì? Một công ty thủy điện muốn tăng trưởng thì họ phải xây thêm thủy điện thì họ mới tăng trưởng được. Hay nhiều anh chị hỏi về cái mấy cổ phiếu thủy điện ấy, có tăng trưởng mạnh không? Thì phục hỏi lại, nó có mở thêm các thủy điện mới được không? Bảo không, thế như vậy nó không tăng trưởng rồi. Đúng không? Vậy thì làm thế nào để nhận diện được nó có tăng trưởng hay không? Đúng không? Đấy là câu hỏi. Rồi tiếp theo, một công ty bất động sản tăng trưởng thì nó phải cần gì? Nó phải cần mua thêm các quỹ đất. Nó cần xây nên các cái tòa chung cư để nó bán. Đúng không ạ? Thì vậy thì những cái nó biểu hiện là gì ở trong báo cáo tài chính để chúng ta biết trước rằng năm sau nữa nó có tăng trưởng hay không? Đó. Rồi tiếp theo, một công ty bán lẻ muốn tăng trưởng thì cần làm gì? Tức là họ mở rộng kinh doanh thì họ cần phải làm gì? À, bán lẻ thì chắc chắn họ phải cần phải nhập hàng hóa rồi. Còn việc mở cửa hàng có thể họ thuê chưa chắc đã phải đầu tư tài sản cố định. Hay là một công ty vận tải thủy như là PVT chẳng hạn, muốn tăng trưởng thì phải làm gì? PVT muốn tăng trưởng thì phải mua thêm tàu. Vậy mua thêm tàu thì nó biểu hiện ở đâu? Hay là taxi Vinasun chẳng hạn, nó đang lụt đấy thì nhìn vào đâu biết? Hoặc nó có mở rộng hay không thì nhìn vào đâu thì biết? Đúng không? Taxi muốn mở rộng thì ông phải mua thêm ô tô, mua thêm phương tiện. Vậy nó biểu hiện vào đâu? Bán lẻ, ông muốn mở rộng thì ông phải mua thêm tồn kho, rất nhiều. Đúng không? Ví dụ một cửa hàng PNG đi, thuê một cửa hàng thì đầu tư thiết bị nó cũng không nhiều lắm đâu, một vài tỷ. Nhưng mà cái hàng hóa của PNG ở trong cái cửa hàng nó phải bao nhiêu? Nó phải chục tỷ chẳng hạn, 20 tỷ thì nó mới mở hàng được, nó bán được. Thì như vậy phải nhìn vào cái đó. Đó. Và cuối cùng, với bất kỳ một doanh nghiệp nào chúng ta cũng đọc vị được là nó tăng trưởng hay không. Rất dễ. Đó là chúng ta hãy nghĩ, tư duy, đọc về nó, xem nó kinh doanh cái gì. Anh chị nhé, nó kinh doanh cái gì. Sau khi biết nó kinh doanh cái gì, vậy mình nghĩ, nó muốn mở rộng kinh doanh thì nó phải làm cái gì. Như Phục vừa nói đấy, ông thủy điện thì phải xây thêm cái thủy điện nữa, ông nhiệt điện phải xây thêm cái nhiệt điện nữa, ông nhà máy xăng dầu, lọc dầu như BR Bình Sơn chẳng hạn, ông phải xây thêm cái nhà máy nữa thì ông mới tăng trưởng được. Đúng không ạ? Công ty bất động sản thì phải có thêm quỹ đất, phải đang xây dựng các cái tòa nhà lên. Công ty bán lẻ phải đầu tư rất nhiều tồn kho, nhưng nhỡ nó bán ế thì phải. Đấy, ví dụ thế. Nhưng mà nó dễ lắm. Đó, chúng ta hãy tư duy, chúng ta hãy nhìn vào nó. Hay một công ty chứng khoán muốn tăng trưởng phải có gì? Thứ nhất, vốn nó phải tăng. Thứ hai, nó phải đầu tư mạnh vào công nghệ, vân vân đủ thứ. Nhưng mà nó thôi chưa đủ. Thứ ba, thị trường. Đó, ví dụ thế. Thế thì ở đây Phục ví dụ trường hợp một cái doanh nghiệp đi. Thì đây là tập đoàn Hà Đô. Thì đây là báo cáo tài chính. Đây là báo cáo tài chính
của năm 2020 này, 2020 này, cái này là kết thúc 2021 này đó. Thì năm 2020 cái tập đoàn Hoàn Đô này, đầu tiên phải hiểu nó kinh doanh gì. Nó kinh doanh gồm hai mảng bất động sản và các cái lĩnh vực điện. Điện ở đây có thủy điện, điện mặt trời vân vân, chủ yếu là thủy điện. Thì muốn biết là Hà Đô có tăng trưởng hay không ấy, về bất động sản thì nó không tăng trưởng rồi. Nó có dự án Sentosa trong Sài Gòn vào bàn giao gần hết rồi, không tăng trưởng nữa, thậm chí giảm. Nhưng mà về cái việc các cái công trình còn lại, mảng tất cả mảng kinh doanh còn lại là điện, thì chúng ta có thể thấy nguyên giá tài sản cố định của nó cuối năm 2020 có 4.900 tỷ. Mà đến cuối 2021 nó đã là 10.760 tỷ. Đấy. Tức là nhà máy nó đã đi vào hoạt, bắt đầu vào hoạt động rồi đấy. Thì nó ghi nhận là tài sản cố định đấy. Thì chúng ta có thể thấy nguyên giá từ 5.000 mà lên 10.700. Thì nó mở rộng mạnh không? Rõ ràng mở rộng cực mạnh luôn. Đúng không? Gấp đôi. Đó. Và để biết là bao giờ, để biết nó mở rộng hay không, thực ra trước đó người ta phải nhìn vào đây này, chi phí sản xuất dở dang. Tức là ông Hà Đô này, ông muốn mở rộng vào lĩnh vực điện thì ông phải xây thủy điện, phải xây các nhà máy điện. Thì khi xây thì mà chưa vào đi hoạt động thì nó gọi là chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Đây của ông ấy những 4.600 tỷ cuối năm 2020. Khi cuối 2020 đọc về nó thì thấy rằng cái thời hạn xây dựng của nó bảo cũng gần xong rồi. Rồi tiếp theo, cái tổng mức đầu tư của nó đâu đó nào nó khoảng độ 5.500 tỷ, gần 6.000 tỷ. Thì như vậy là cuối 2020 nhìn thấy 4.500 rồi. À, còn thêm một tí nữa thôi là nó đi vào hoạt động. Đúng không ạ? Và đây, cuối 2021 là đi vào hoạt động. Rồi. Thì suy ra kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận của Hà Đô sẽ đến từ mảng thủy điện này tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tăng trưởng cực mạnh. Đó, thì phục chỉ nói về cái mảng thủy điện thôi. Còn để tính chung của cả cái công ty Hà Đô có tăng trưởng mạnh hay không thì lại phải tính thêm ngành bất động sản. Thì đấy là ví dụ để anh chị về thử tìm hiểu xem. Đúng không? Đây, tìm hiểu về chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Thì thấy rằng dự án thủy điện Đắc Mi 2 cuối 2020 là đầu tư 2.500 tỷ. Và bây giờ số dư còn 123 tỷ. Tức là nó đã cho vào hoạt động rồi. Khi nào nhà máy thủy điện vào hoạt động thì nó chuyển luôn thành tài sản cố định thì nó khai thác, còn nó đang xây thì nó để dở dang. Đó, thì nhìn vào dở dang nó rất lớn chẳng hạn, và đọc kỹ nó là dự án gì thì chúng ta biết ngay là tương lai nó có tăng trưởng hay không. Rất đơn giản như thế. Hoặc là Hòa Phát bây giờ bắt đầu đầu tư Dung Quất 2, mới đầu tư nó rất là nhỏ. Bao giờ anh chị biết nó vào hoạt động không? Đó là khi anh chị thấy dở dang nó cực kỳ lớn, nó tăng rất mạnh. Tăng mạnh như nào thì chúng ta phải so với cái tổng mức đầu tư của cái dự án ấy. Dự án ấy. Ví dụ tổng mức đầu tư của nó, nếu mà chỉ có một giai đoạn thôi mà lên đến 70.000 tỷ thì bao giờ là hơn 60.000 tỷ thì nó đã sắp vào hoạt động. Đó, ví dụ thế. Thì khi nó sắp vào hoạt động thì năm tới nó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ về mặt doanh thu. Còn lợi nhuận nó có tăng không? Đấy, thì lợi nhuận muốn tăng hay không thì lại phải dựa vào một số yếu tố khác. Ví dụ như TCM chẳng hạn, dệt may. Hay các công ty dệt may, may Sông Hồng chẳng hạn. Năm 2020, 2021 nó có một cái nhà máy đi vào hoạt động. Thì thường ví dụ dệt may, thường dệt may nhé. Còn tất nhiên đấy chỉ nói dự án ấy thôi, dự án mở rộng thôi. Thường dệt may lúc mới mở nhà máy thì năm đầu gần như không có lợi nhuận. Bởi năm đầu họ tuyển công nhân thì nó lộn xộn, nó chưa được hoạt động phun công truyền, dây truyền nó chưa được hoạt động một cách trơn tru, tay nghề công nhân nó còn chưa khớp nhau. Thế thì năng suất còn kém thì lợi nhuận chưa có. Nhưng mà năm sau xem, khi kỹ năng công nhân tốt thì lợi nhuận nó mới bắt đầu tăng mạnh, nhưng doanh thu nó đã tăng từ trước. Đó, thế là điểm rơi của doanh thu lợi nhuận cơ. Đúng không? Vân vân. Hay là nhà máy thủy điện chẳng hạn. Thủy điện, nếu nó khánh thành vào đúng mùa khô chẳng hạn thì doanh thu chưa có luôn. Nhưng nó hành thành trước một chút cái mùa mưa chẳng hạn. Ví dụ như nó hoàn thành vào cuối quý 1, đầu quý 2 này, thậm chí cuối quý 2 này, thì quý 3 là mùa mưa. Thì khi đó là doanh thu lợi nhuận nó sẽ bật ngay. Còn nó hoàn thành vào cuối quý 3, cuối mùa mưa, thì quý 4 là mùa khô, quý 1 mùa xuân cũng khô. Thì như vậy là thủy điện nó sẽ rất kém. Đó, rồi thủy điện khi đi vào hoạt động thì nó lại phải có thời gian là bao lâu để nó tích trữ được đủ nước thì nó mới phát máy được. Thì chúng ta mới biết được lợi nhuận nó sẽ tăng vào giai đoạn nào. Thì đấy là trả lời cái câu hỏi của anh là nhận diện doanh nghiệp tăng trưởng như nào. Dễ lắm.
Đúng không? Dấu hiệu tăng trưởng thì phụ thuộc vào cái đặc điểm kinh doanh của cái doanh nghiệp ấy, của cái ngành nghề ấy. Thì chúng ta đã biết, sẽ biết à nó sẽ đầu tư vào đâu thì nó mới tăng trưởng được. Thì chúng ta nhìn vào cái dấu hiệu đó trên báo cáo tài chính là chúng ta nhận ra ngay. Còn để biết chắc chắn 100% ấy được thì chúng ta 99% thôi, 100% thì không thể. Thì chúng ta sẽ có những cái thủ thuật riêng, có những cái cách đọc riêng. Thì ở trong chương trình đọc vị cổ phiếu của AZ Việt Nam thì sẽ có đầy đủ những cái thứ đó. Đầy đủ những thứ đó anh chị nhá. Đó. Đầy đủ những thứ đó. Nó rất dễ. Nó rất dễ. Chúng ta cần phải làm được những cái việc nó lớn lao hơn, nó mạnh mẽ hơn cơ. Đó là tìm ra được những cái doanh nghiệp xuất sắc tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 năm, 5 năm, 7 năm nữa cơ. Thì đấy mới là cái mục tiêu lớn của chúng ta. Mục tiêu lớn của chúng ta. Tiếp theo. Có anh Quang hỏi về chiến lược mua bán với nhà đầu tư giá trị như nào. Thì chia sẻ với anh chị về nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tư chuẩn nhất đó là chọn cổ phiếu tốt và thời điểm hấp dẫn mua. Và nguyên tắc giải ngân thì như sau. Với AZFIN đưa ra rất rõ từ xưa này. Mua tích lũy hàng tháng thì cứ mua khi định giá rẻ là mua. Còn không ai biết đâu là đáy cả. Không biết đâu là đáy là định cả. Thứ hai, nếu mà mua số lượng lớn thì mua khi định giá rẻ trong lúc thị trường chứng khoán giảm thì tốt. Đấy là tốt nhất. Và chúng ta tập trung như sau, cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt chúng ta theo dõi. Thì đọc vị cổ phiếu có thể giúp anh chị đưa ra được 10% những ngày doanh nghiệp tốt nhất. Thứ hai là cổ phiếu đã rẻ chưa, thì đấy phần định giá nó sẽ giúp mình. Thứ ba là chiến lược đầu tư là tích lũy hay hàng tháng hay là nhặt lớn, thì chúng ta áp dụng ở trên. Còn nguyên tắc chốt lời khi nào? Bán khi giá cổ phiếu vượt giá trị 10-30%. Thì ví dụ 2018 thì AZFIN bán được 70% danh mục. Và chia sẻ thẳng luôn với anh chị, tháng 4 rồi AZFIN chả bán được cổ nào cả. Bởi vì lúc ý định giá PE nó khoảng độ 15-15.5 lần thì AZFIN thấy nó khá mềm. Và AZFIN không bán được. AZFIN không đoán được đấy là sụt giảm. Đó. Thì đấy là chia sẻ thẳng luôn. Nếu không đoán được thôi không sao cả. Giảm sâu có tiền mua thêm. Nhưng mà mua thêm trong cái giới hạn cho phép. Trong cái phân bổ. Và thứ hai là bán khi cổ phiếu thay đổi cơ bản. Ví dụ như năm 2017, cuối 2017, đầu 2018 khi Cotecon lên 210 mấy, sau đó giảm xuống 109 vì chuyện cãi nhau, đánh nhau giữa nội bộ, thì AZFIN bán luôn. Bán luôn hồi đó, khoảng được 108-109 thì đấy, 109. Và thứ ba là khi cơ hội khác hấp dẫn hơn nhiều. Thì vào cái tháng 7, tháng 8 năm 2020, ấy, khi đó PLX thì AZFIN cũng mua được giá 35, thì nó lên khoảng 45-46. AZFIN lúc ý thấy thế giới di động nó đang giá khoảng hơn 70 thì bán PLX chuyển sang mua thế giới di động. Và cũng rất may mắn là thế giới di động đến nay thì giá tương đương khoảng 220. Đó, thì hấp dẫn hơn rất nhiều thì mới chuyển. Thì đấy là nguyên tắc chiến lược mua bán của nhà đầu tư giá trị. Anh Quang nhé. Tiếp theo. Đấy, rất nhiều người lại hỏi câu hỏi làm nào để trở thành một nhà đầu tư thành công. Đúng không? Đây là cái đích đến cuối cùng của chúng ta. Thì anh Trọng Nghiệp có hỏi lộ trình để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp như thế nào. Thì chia sẻ với anh chị, thì AZFIN cũng là cái đơn vị đào tạo về chứng khoán chắc là về cơ bản thì chắc là lớn nhất Việt Nam. Và cũng là lâu đời nhất Việt Nam, không ai lâu đời bằng AZFIN. Ngay từ năm 2015-16 AZFIN là nơi duy nhất, trước đó tên là Trà Đá Brother, tổ chức hội thảo hỗ trợ nhà đầu tư. Lúc ấy chưa ai làm, chưa công ty chứng khoán nào làm. Sau đó thì mới lộ lên phong trào các bạn môi giới học ra. Đó. Thì cái lộ trình thì AZFIN cũng xây một cách bài bản, công phu, đầy đủ. Và làm nhà đầu tư không phải làm nhà chơi đời. Không phải làm nhà đánh T3. Chia sẻ cùng anh chị này như vậy. Thì đầu tiên AZFIN nghĩ tốt nhất đó là phải vào tích sản cổ phiếu. Khi vào đó thì anh chị luyện được rất nhiều cái kỹ năng, kiến thức. Ví dụ như sự kiên nhẫn. Bởi vì nhiều anh chị chưa đến chợ đã hết tiền. Mua rất máu me, rất FOMO. Rồi lúc bán thì nó gọi là FOBI. Tức là bán manh, bán mạnh, sợ mất cơ hội. Thì cuối cùng thì mua vội quá thường đúng đỉnh. Thì cái này chia sẻ với anh chị thì AZFIN bây giờ tuy không phải là 100% loại trừ được nhưng mà cũng tương đối. Đó. Đó. Thì vào tích sản cổ phiếu luyện được cái nhận thế. Luyện được việc mua từ từ được. Như thế. Rồi là thấm cái tư tưởng về đầu tư giá trị. Sau đó thì tích sản nâng cao. Đúng không? Đó, kết hợp hoặc là kết hợp luôn. Đó. Thì đọc vị cổ phiếu là cái khóa gọi là nó không phải cơ bản nhưng mà khóa nền tảng nhất
khi bước vào cái con đường trở thành một nhà đầu tư thật sự. Đó là chương trình đọc vị cổ phiếu chuyên sâu. Thì ở đọc vị thì anh chị có thể nói tóm lại là nhận diện được doanh nghiệp thì tốt xấu như nào, tăng trưởng tương lai mạnh mẽ hay không, tốt hay không, lợi thế cạnh tranh tốt không. Đấy, và tìm ra được 10% những cái cổ phiếu xuất sắc nhất để đầu tư dài hạn nhé, chứ ngoài đây đánh tê bản. Với đánh ngắn thì không bao giờ cần phải phân tích cơ bản. Rồi tiếp theo, nếu anh chị nào có điều kiện và mong muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp với mục tiêu kiếm triệu đô trên thị trường chứng khoán và biến nó thành nghề, đó là chương trình nhà đầu tư huyền thoại. Thì khi đó EasyFin sẽ đồng hành cùng anh chị khoảng 1.5 đến 2 năm. Cái học phí chính là bằng cái lợi nhuận từ 1 tỷ của anh chị sinh ra. Để ra bao nhiêu, đó chính là học phí. Đó, thì EasyFin tự tin như thế. Còn tiếp theo thì sau đó thì các anh chị phải nên tham gia vào câu lạc bộ nhà đầu tư giá trị. Thì EasyFin cũng đang xây được. Thì khi đó, kể cả chuyên gia xuất sắc đến mấy, thì người ta cũng vẫn cần cộng đồng, vẫn cần mọi người trao đổi, vẫn cần chia sẻ cơ hội và vẫn cần mọi người liên hệ với nhau. Ví dụ trước đây Phục có một cái nhóm gồm khoảng 10 chuyên gia, mỗi ông lại có thân với khoảng độ 5 đến 7 doanh nghiệp. Thế thành ra cập nhật thông tin, cập nhật kết quả kinh doanh rất đầy đủ, rất nhanh chóng. Thích hẹn doanh nghiệp thì lại phi đến cùng nhau phi để gặp, rất dễ dàng, rất rõ. Thì câu bộ nhà đầu tư giá trị trong tương lai của mình cũng thế. Có khi tập hợp 30, 40, 50 nhà đầu tư đi thăm doanh nghiệp để hiểu rõ, để biến cái nghĩ thành cái phân tích nó thành thực tế, nhìn thực tế phân tích chứ không phải là nhìn trên đấy. Đó, thì đấy là lộ trình để nấc thang, lộ trình để trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Đó, tiếp theo thì về đọc vị cổ phiếu thì cũng nhiều anh chị hỏi về cái vấn đề này. Thì Phục xin trả lời như này. Đây, đọc vị cổ phiếu là hiểu về tài chính bản thân và ứng dụng vào xây dựng chiến lược 5 năm, 10 năm, 15 năm cho gia đình được. Thì bởi vì sao? Đa phần nhảy vào cổ phiếu mà không chuẩn bị tâm thế đó. Cứ thấy hứng là nhảy vào đâu. Mà còn không cần biết là tài chính ra như gia đình mình có tốt không, có vấn đề gì không. Nếu không biết được tài chính ra mình có tốt, có vấn đề gì không, thì biết bỏ bao nhiêu vào đầu tư. Đó, chính vì thế cho nên các anh chị khi thua lỗ hay khi vân vân, các anh chị cảm giác là rất kinh khủng. Bởi vì các anh chị đâu có xuất phát từ cái nội tại bản thân, đúng không? Rồi phân bổ tài sản phải phân làm nhiều kênh chứ. Đó. Thế thành ra lắm lúc thua lỗ các anh chị thấy mệt. Ôi rồi ngày mai nhà mình sống thế này, ôi còn chi tiêu cho con, ôi này kia vân vân. Đó là cái việc chưa hiểu về tài chính mà đã xông vào đầu tư, rất nguy hiểm. Và tiếp theo, cái câu chuyện đi vào chọn lựa doanh nghiệp và cổ phiếu, đó là phải hiểu được mô hình kinh doanh và sự vận hành của doanh nghiệp. Sự vận hành của doanh nghiệp. Thế thành ra sẽ biết là trong lâu dài thì doanh nghiệp đi đến đâu. Còn ngắn hạn thì các anh chị chỉ nhìn giá thôi chứ các anh chị có nhìn giá trị đâu. Và giá trị thì ngắn hạn nó không thay đổi đáng kể. Và phải dài hạn nó mới thay đổi một cách mạnh mẽ, lớn lao. Cũng giống như năm 2019, 17, 19. EasyFin khuyến nghị RE rất nhiều. Anh chị lên YouTube Chứng khoán TV biết. EasyFin định giá là một bên định giá về RE gọi là kỹ càng, cẩn thận nhất ở trên thị trường, kể cả tất cả các bên phân tích. Thì họ cứ bảo RE PE chỉ 5-6 thôi, bởi vì nó là từ công ty holding mà. Rồi nó chậm mà. Thế rồi cuối cùng bây giờ người ta trả PE cho nó bằng 17-18. Đúng không? Giá cổ phiếu tăng 4-5 lần. 45 lần. Hay là FPT đấy. Lúc ấy EasyFin đưa ra thì họ bảo giá công vớ vẩn mà. Công ty già rồi, già nu rồi. Không? Bây giờ thì quỹ nào cũng phải có. Đó, ngắn hạn thì không đánh giá được anh chị. Và ngắn hạn thì thường là theo tâm lý dao động. Họ có nhìn giá trị đâu. Còn bây giờ thì họ này cứ khen FPT ngon quá, ngon khủng khiếp, đây là cổ phiếu đỉnh cao. Nhưng chia sẻ với anh chị với định giá PE khoảng 20 lần. Tăng trưởng như thế, cổ tức nó chỉ hơn 2% tí thôi, thì nó vẫn là một cổ phiếu tốt, đồng ý với các anh chị như thế. Nhưng mà có cả trăm thì không đến, nhưng phải 5-70 cổ phiếu khác tốt hơn rất rất nhiều so với FPT. Nhưng mà giờ họ lại cứ khen FPT là ngon nhất. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn giá vừa rồi nó giảm ít, chứ không phải họ nhìn vào giá trị. Thì cái nhìn đó EasyFin gọi là nhìn vuốt đuôi, nhìn sau thôi. Sao trước đó ông nhìn thấy đi, đúng không? Cứ lúc nó tăng ầm ầm rồi, nó tăng giá ầm ầm lúc mày ủi ngon thế. Hay là cổ phiếu RE bây giờ đã lên đến 9 năm này, vừa mới chia mấy chục phần trăm cổ phiếu xong.
cứ khen tuyệt vời, cứ khen xuất sắc, cứ khen ngon, ú ớ là ăn đỉnh, hoặc không ăn đỉnh thì cái lợi nhuận cực thấp. Chúng ta phải tìm ra những cái cổ phiếu xuất sắc mà bị mọi người chê, cũng giống như FPT và RE bị chê thảm hại hồi 2016, 17, 18 ấy. Đó, thì lúc ý chúng ta mới có cái lợi nhuận xuất sắc mới cao được. Và ngày xưa thì AZFIN mua FPT 35 hồi cuối 2013, 35, 37 thì ấy, thì cổ tức đâu nó cũng được nhỉnh 2.000 tỷ. Thì tức là suất cổ tức nó khoảng 5,6%, nhưng đến bây giờ cùng một cái cổ phiếu ý, tỷ suất cổ tức bây giờ chia sẻ với anh chị nó bằng khoảng 25%. Tức là hồi ấy mà bỏ ra 35 triệu thì chỉ được 2 triệu 2 cổ tức thôi. Nhưng mà bây giờ cái số cổ tức trên cái 35 triệu đầu tư 1.000 cổ phiếu nó đã lên đấy 8,5 triệu đồng tiền cổ tức. Nó cứ tăng tăng. Và chỉ nhìn vào cái đó thôi chúng ta thấy rằng một cái nguồn thu nhập thụ động nó lên đến 3-4-500 triệu. Cổ tức nó đẻ hàng năm. Còn chưa kể tăng giá mình không quan tâm. Thế là mình sướng rồi. Thế thành ra khi cổ phiếu xuất sắc mà giá bèo bọt, ví dụ hôm rồi FPT xuống 95, 96, 93 ấy, thì hôm hội thảo cuối tuần trước nữa ấy, thì AZFIN bảo là giá đẹp quá để chúng ta mua. Các anh chị nào đi hội thảo thì biết, nó trước kia 120, 130 chúng ta mua được 120 triệu, được còn 1.000 cổ, bây giờ mua được 1.700, 1.250, vẫn nhận hơn 2.000 cổ tức năm, và năm sau vẫn tăng cổ tức. Vậy thì lúc này lúc rẻ chính là lúc ngon thôi. Đấy thì khi nhìn cái đó thì nó sẽ thôi, đúng không? Đó. Và tiếp theo chúng ta loại bỏ được 100% doanh nghiệp bán giấy ảo để các anh chị tránh nhảy vào FLC là 25, 24, tránh nhảy vào những cái con lởm mà người ta đẩy giá gấp 5, gấp 7, rồi tìm ra được 10% doanh nghiệp tăng trưởng mạnh tốt nhất cho nhà đầu tư. Và AZFIN cũng kỳ vọng rằng sau khi học đọc vị xong thì 6 tháng sau anh chị có thể nắm top 10% nhà đầu tư giỏi nhất. 6 tháng sau, không thể bằng 1 năm sau, không có cái chuyện nhanh. Đấy, thì khi các anh chị đọc vị được cổ phiếu, hiểu rõ được cái sự vận hành của doanh nghiệp thì các anh chị sẽ không bị cái chuyện mua cổ phiếu rồi nó giảm, bây giờ mình làm sao đây, đúng không? Nếu các anh chị không hiểu về nó thì tất nhiên là các anh chị không biết kêu bấu víu vào đâu rồi, toàn đi hỏi người này người kia. Nhưng nếu anh chị hiểu doanh nghiệp xem, các anh chị sẽ biết giá trị nó như thế nào, vậy giá này nên bán hay nên mua, và các anh chị an tâm để đầu tư nắm giữ nếu mà nó rẻ, hoặc các anh chị mạnh mẽ bán ra nếu nó là doanh nghiệp đểu, doanh nghiệp ảo hay là định giá đắt rồi. Đó, thì đấy là những cái trao đổi giải đáp với anh chị. Vâng, có anh và iPhone, không biết là anh nào khóa đọc vị khai giảng mới nhất là bao giờ, đúng không? Khóa đọc vị khai giảng sớm nhất là vào ngày kia, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 6 là khai giảng anh nhé. Đó, thì vừa rồi thì các bạn quản lý lớp học và báo phục anh chị nào tham gia đọc vị cổ phiếu đóng trước ngày mùng 1 thì sẽ được ưu đãi, sẽ được giảm. Sẽ giảm 2 triệu đồng thì phải. Đó. Anh chị nào quan tâm thì trao đổi với bạn đi, bạn quản lý lớp ạ, hoặc là anh chị chat lên các cái group webinar của mình, rồi các bạn sẽ hỗ trợ.